ta, đường Vũ Lân, xin đường Tam chịu chết. Làm tình thiếu niên đường Vũ Lân mặc đấu la đại lục, trở thành cùng hắn trùng tên thiên mệnh chi tử. Kích hoạt chí tôn ký đến hệ thống hắn, đi lên cường vô địch cả đời. Tại võ hồn thức tỉnh thất ký đến, thu được võ hồn. Lam Ngân Hoàng, tại đoán tạo thất ký đến, thu được. Đoán tạo chi thần danh hiệu, ký đến cổ nguyệt, thu được. Long thần huyết mạch, ký đến tạ giải, đạt được thời không chi lực ký đến hứa tiểu ngôn, đạt được. Tinh thần lực ký đến vũ trường không, đạt được. Hai chữ đấu khải cảnh cáo, cảm nhận được hải thần, tu la thần ký thức ý đồ xâm lấn, đã xóa bỏ. Chúc mừng ký chủ thu được. Hải thần mảnh vỡ, tu la thần mảnh vỡ, ký đến đường tam, chúc mừng ký chủ đạt được. Thí thần lực đường tam, tốt, nhóm thư hữu. 912296339 mã hàng. AB777 tiểu thuyết máu chốt. Đấu la. Ta, đường Vũ Lân, mời đường Tam chịu chết không đạn cửa sổ, đấu la. Ta, đường Vũ Lân, mời đường Tam chịu chết TXT toàn tập đao loa, đấu la. Ta, đường Vũ Lân, mời đường Tam chịu chết chương mới nhất đọc. Chương 1. Thức tỉnh, Lam ngân hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Thức tỉnh, Lam Ngân Hoàng. Đấu La Đại Lục. Ngạo Lai Thành, nằm ở Nhật Nguyệt Liên Bang, một thành thị ven biển vô cùng bình thường. Mà hôm nay chính là ngày thức tỉnh võ hồn mỗi năm một lần. Vào ngày này, tất cả hài tử tròn 6 tuổi đều sẽ cùng phụ huynh đi tới Hồng Sơn Hồn Sư Học Viện thức tỉnh võ hồn của mình. Vũ Lân, lát nữa ngàn vạn lần không nên khẩn trương. Cửa phòng thức tỉnh võ hồn, trong hàng ngũ chờ đợi thức tỉnh một người trung niên nhìn cậu bé bên cạnh nhẹ giọng nói hắn tên là đường tư nhiên là một nam nhân thoạt nhìn phi thường bình thường vóc dáng trung bình tướng mạo trung bình hết thảy đều là bình thường như vậy chỉ là trên mặt kia không ngừng ôn nhu cũng là hoàn toàn biểu hiện ra hắn là một vị tuyệt đối xứng chức phụ thân tốt biết rồi ba yên tâm con nhất định sẽ thức tỉnh vũ hồn rất tốt con sẽ cho mẹ và con sống những ngày tốt đẹp nghe nam nhân nói một bên nam hài tự hồ là nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn mỉm cười nói. Nếu như nói người trung niên lúc trước bình thường như vậy, như vậy cậu bé này chính là hoàn toàn tương phản. Hắn có một đầu đen nhánh tóc ngắn, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là kia tuấn tú khuôn mặt, đã là hoàn toàn biểu hiện ra hắn tương lai sẽ là như thế nào tuấn mỹ tuyệt luân. dáng người ở trong đám bạn cùng lứa tuổi hoàn toàn cao lớn, tuy nói chỉ là mặc một thân trang phục đơn giản, nhưng vẫn như cũ có thể hấp dẫn thật sâu tầm mắt người qua đường. Đáng nhắc tới chính là, trong đôi mắt mê người của hắn, lại có một chút cảm giác trầm ổn, ngược lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt quái dị. Ba tin tưởng con, nhất định sẽ có vũ hồn rất tốt. Đường tư nhiên nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, cười đáp. Vũ lân. Cho dù võ hồn của con là gì, có hồn lực bạn sinh hay không, ba mẹ đều yêu con. Cùng lúc đó, hắn nghĩ thầm như thế kế tiếp đường vũ lân theo phía trước hài tử từng cái thức tỉnh xong võ hồn cũng là rốt cục độc đến nam hài tên ba ba con đi trước thức tỉnh võ hồn ta tới đây nghe kêu gọi đường vũ lân lúc này lên tiếng sau khi cáo biệt phụ thân cũng vội vàng chạy tới hả đứa nhỏ rất dễ nhìn mời theo ta chúng ta muốn đi chính là phòng thức tỉnh số năm lão sư này có chút sợ hãi than nhìn hắn một cái, sau khi bỏ xuống những lời này, chính là đã dẫn đầu hướng phương hướng bên trong đi đến. Võ hôn thức tỉnh thất bên trong có nhiều gian phòng, mà bọn họ muốn đi, chính là gian thứ năm trong đó. Từ được. Đường. đường Vũ Lân một bộ bình tĩnh, gật gật đầu, đáp lời. Nhưng mà, tuy nói hắn bề ngoài có vượt qua thường nhân trầm ổn, nhưng lúc này nội tâm của hắn cũng là hoàn toàn đã không cách nào bình phục tâm tình của mình thức tỉnh vũ hồn. Từ hàng lâm đến thế giới này tới nay, đã có 6 năm, có thể xem như muốn thức tỉnh võ hồn sao? Võ hồn của ta sẽ là cái gì, như trong nguyên tác như vậy Lam Ngân Thảo? Đi trên đường đến phòng thức tỉnh, trên mặt Nam Hài Nhi rốt cuộc không thể che giấu nội tâm kích động, nội tâm không nhìn được suy nghĩ. Hắn gọi đường Vũ Lân, người Lam Tinh, một người xuyên Việt. Kiếp trước vốn là một vị nổi danh đường Tam hắc Phấn, không nghĩ tới bởi vì buổi tối ăn khuya duyên cớ biến thành trẻ con xuyên việt đến phương thiên địa này trở thành hư hư thực thực thiên mệnh chi tử nhân vật chính đường vũ lân mà hôm nay chính là hắn sáu tuổi võ hồn thức tỉnh ngày tuy rằng cảm giác ta nghi ngờ trở thành đường vũ lân trùng tên nhưng thân thể này chính là bộ gián kiếp trước khi còn bé của ta hy vọng không phải là con của đường đại phật tổ càng đừng nói là cháu trai của bố đấu la đường hạo Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ tới chút chuyện đau đầu, thầm nghĩ. Tuy nói xuyên qua loại sự tình này rất kinh hỉ, nhất là xuyên qua thành nhân vật chính, thì càng là chuyện không tồi. Nhưng nghĩ đến chính mình hư hư thực thực trở thành mổ tam nhi tử, hắn vẫn có một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn không phải rất nhiều, cũng chỉ vài trăm triệu mà thôi. Dù sao đường tam kia làm người, quả thực là không cách nào khen tặng, tính kế con rể, khóa lại cho con gái, đem vương đông nhi, Vương Thu Nhi hai vị nữ thần SSR, hợp thành một nhân vật B tạm thời không đề cập tới. Vì tư tâm của mình, không tiếc để cho 20 triệu người mất mạng, cuối cùng còn phi thường không biết xấu hổ nói một câu, đều là vì đại kế vạn năm, người như vậy, ai lại không chê. Hy vọng tôi chỉ đơn thuần mặt thôi. Hắn yên lặng thầm nghĩ. Cái kia đương thường vị diện chi chủ búa đấu la cũng là một nhân tài. Rõ ràng hắn ra tay là có thể tiện tay giải quyết bốt cuối cùng, nguyên tác bên trong lại thế nào cũng phải để cho hắn cái kia kim long vương chỉ cởi bỏ phía trước chút phong ấn, 99 tôn tử cùng người ta liều chết liều sống. Đây là chuyện con người nên làm sao? Vô luận là từ phương diện nào mà nói, hắn đều không muốn trở thành nhi tử tiện nghi của đường Tam, không muốn trở thành hậu nhân của hạo thiên tông chó má này. Vậy đường đại Phật tổ, cũng xứng. Nhưng dựa theo miêu tả trong nguyên tác, ta rất nhanh sẽ thức tỉnh vũ hồn lam ngân thảo hơn nữa còn đạt được thiên phú tiên thiên hồn lực cấp 3. Chỉ hy vọng khi huyết mạch Kim Long Vương bộc phát. Hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ. Vừa nghĩ, hắn cũng là tại lão sư dẫn dắt xuống đến số 5 phòng thức tỉnh. Lúc này, một vị phụ trách vì hại tử thức tỉnh võ hồn truyền linh sư, đang đứng ở bên trong. Đây là một cái 30 tuổi nam nhân, mặc một thân cổ sư trường bào, mặt trên mơ hồ khắc họa hồn thú ám văn, chính là truyền linh sư kinh điển nhất phục sức anh bạn nhỏ lại đây đứng ở giữa truyền linh sư đốc đường vũ lân liếc mắt một cái chỉ thức tỉnh trận một bên ý bảo đối phương đứng ở giữa mỉm cười nói được đường vũ lân tiến lên một bước vững vàng đứng ở vị trí chính giữa vũ hồn phụ thể sau khi đối phương hành động trung niên nhân cũng không có chút trì hoãn nào lúc này phóng thích võ hồn của mình ba hồn hoàng hai vàng một tím trong nháy mắt hiện ra, đồng thời đem hồn lực bản thân rót vào trong trận pháp này. Trong khoảnh khắc, từng đạo hoa văn rực rỡ lóa mắt trong phòng thức tỉnh đều sáng lên, bắt đầu từ trần nhà, kéo dài theo vách tường bốn phía, cuối cùng hội tụ ở vị trí của đường Vũ Lân. Mà đường Vũ Lân thân là đương sự, lại là cảm giác một cổ ấm áp dương dương khí tức chính tràn vào trong cơ thể, từng bước một dắt đưa tới hắn võ hồn thức tỉnh. Vũ hồn của ta rốt cục cũng tới sao? Đường Vũ Lân trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động, nhìn tay phải của mình, nhẹ giọng lẩm bẩm. Rất nhanh, ở trong ánh mắt của hắn, một vệt mang theo lam sắc vần sáng, nhìn như nhu nhược không chịu nổi cỏ nhỏ, chính là đã chậm rãi hiện ra. Quả nhiên là Lam Ngân. À, đường Vũ Lân vừa định nói gì đó, nhưng mà sau một khắc, một đạo kim quan lại là nháy mắt bao phủ ở trên người của hắn, nương theo năng lượng trong cơ thể hắn tăng lên mấy lần, một đạo kim sắc cũng là nháy mắt lóng lánh đi ra. động tĩnh lớn như vậy, ta nhìn xem là vũ. lam ngân thảo gì? nhìn động tĩnh lớn như vậy, truyền linh sư cũng không khỏi sáng mắt lên, có chút kích động dời tầm mắt qua, nhưng mà ngay sau đó, cũng là trong nháy mắt thất vọng. lam ngân thảo. mọi người đều biết, đây chỉ là phế võ hồn phế nhất phế nhất trên đại lục mà thôi, không có một trong. chờ một chút. hai tử ngươi là. Tiên thiên mãn hồn lực. PS1, nhân vật chính là mặt, không phải đường Tam Nhi tử. Văn vô địch, văn vô địch, văn vô địch, văn. PS2, không biết mọi người thích Long Vương truyền thuyết cái nào nữ chính, có thể đánh ở bình luận khu thảo luận một chút ai hắc. PS3, số nhóm 912296339 mã hàng. AB777 hoan nghênh mọi người tham gia trò chuyện nhóm cùng tôi thảo luận nội dung vở kịch. Hết chương này. Chương 2 Ngươi gọi đây là Lam Ngân Thảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Ngươi gọi cái này gọi Lam Ngân Thảo. Sau đó không lâu, đường Vũ Lân mang theo mất tự nhiên, trong ánh mắt vẫn lưu lại rung động đi ra khỏi phòng thức tỉnh, nhìn tay phải của mình, cả người có vẻ có chút không yên lòng. Mà truyền linh sư lúc này cũng là cùng hắn đi ra, cầm trong tay một phần võ hồn chứng minh, trên mặt đồng dạng mang theo khó có thể bình phục về kích động. Vũ Lân, làm sao vậy? Ngoài cửa phòng thức tỉnh, đường tư nhiên lặng lặng chờ đợi nhìn bộ dáng không thích hợp của đối phương, trong nháy mắt ngẩn ra, có chút lo lắng hỏi. Lúc trước trước khi đi vào vẫn rất tốt, như thế nào mới trong chốc lát liền? Chẳng lẽ, nhi tử không có thức tỉnh ra võ hồn cùng hồn lực không tồi? Ba ba Vũ hồn của ta là Lam Ngân Thảo Đường Vũ Lân đi lên trước, suy nghĩ một chút, nói như thế. Có lẽ bởi vì là người xuyên Việt duyên cớ, hắn bình thường đều ưa thích tỉnh táo một ít, ví dụ như hiện tại như vậy gần sống không sợ hãi. Nhưng mà, lắng nghe trong đầu lúc trước vang vọng từng đợt tiếng máy móc, hắn lúc này thật sự là từ đáy lòng có chút không bình tĩnh được. Đinh, mạnh nhất ký đến hệ thống đã mở ra. Trói định thành công, mở ra lần đầu ký đến, chúc mừng chủ ký sinh đạt được. Tiên thiên mãn hồn lực, trước mắt ký đến địa điểm. Vũ hồn thức tỉnh thất, chúc mừng chủ ký sinh đạt được. Lam Ngân Hoàng vũ hồn cho nên mới nói. Ta không chỉ là nhân vật chính, bây giờ còn có hệ thống. Đường vũ lân nội tâm có chút trung động, nhìn không được nghĩ thầm. Hệ thống, ngươi có năng lực gì? Năng lực ký tên của ngươi? Phán định như thế nào? Sau đó, hắn cũng vội vàng mở miệng hỏi kiểm tra đo lường được ký chủ mặt thành hiện tại thế giới khí vận chi tử phạm là cùng nội dung vở kịch liên quan địa điểm, nhân vật, đều có thể thông qua ký đến phương thức, từ đó đạt được khen thưởng đồng thời, hệ thống đem nắm giữ không gian lưu trữ công năng, về ký chủ năng lực bản điều khiển, cũng có thể tùy thời xem xét, ký chủ. Đường Vũ Lân, Vũ Hồn Lam Ngân Hoàng quyết mạch năng lực Long Thần một nửa, Kim Long Vương, Đại Thức Tỉnh Hồn Hoàng vô hàng vật phẩm không hệ thống nói thẳng ổn rồi nghe hệ thống nói đường vũ lân rốt cuộc ức chế không được nội tâm sung sướng trong ánh mắt hiện lên một trận vui mừng nhìn không được kích động thầm nghĩ thiên mệnh chi tử tiên nhan sắc cao hệ thống để không phải đường tam nhi tử cỡ nào mộng ảo bắt đầu nếu như nói nguyên bản hắn còn đang vì cha mẹ của mình bị ép rời đi chính mình băng phong vạn năm kết cục mà đau đầu như vậy giờ phút này hắn là hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy có hệ thống không có gì bất ngờ chỉ trong chốc lát mình đã có được tiên thiên mãn hồn lực đệ nhất võ hồn lại trực tiếp hóa thành lâm ngân hoàng như vậy con đường sau này của mình sẽ gian nguy như nguyên tác sao đường tam đường hạo ta cũng sẽ không ngây ngốc làm một quân cờ của các ngươi trong mắt đường vũ lân hiện lên dị sắc trong lòng thầm nghĩ nếu mình là thân làm bằng sắt vậy hắn cũng sẽ không bởi vì đường đại phật tổ mà cảm thấy xấu hổ chờ thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ đường tam giác a à, vũ hồn của vũ lân là lam ngân thảo bên kia nghe được ba chữ như vậy đường tư nhiên trong lúc nhất thời cũng là không khỏi sửng sốt một chút nguyên nhân không có hắn võ hồn này thật sự là quá phế vật mặc dù toàn bộ đấu la đại lục có nhiều chủng loại võ hồn như vậy nhưng cũng không có một cái nào so với phế vật của nó danh tiếng càng thịnh, này võ hồn kém cỏi có thể thấy được rõ ràng. Võ hồn của con trai bảo bối nhà mình là cái này. Cái này. Mình phải nhanh chóng nghĩ biện pháp an ủi A. À. Vũ Lân không có việc gì, không thể tu luyện cũng không phải chuyện gì, chúng ta làm người bình thường, cũng có thể sống rất tốt. Ba mẹ cũng sẽ không ghét bỏ con. Đường tư nhiên tiến lên vỗ vỗ bả vai nhi tử, trên mặt lộ vẻ tươi cười, Ôn nhu nói: làm Ngân Thảo làm sao vậy, kém một chút thì kém một chút, chỉ cần là Vũ Lân nhà hắn, vô luận là võ hồn gì cũng không phải chuyện gì. Người bình thường tốt a, à? sống một cuộc sống bình thường mà hạnh phúc mới là tốt." Đường Tư Nhiên cảm khái một tiếng, thầm nghĩ: "Nếu như con trai của mình có được thiên phú rất mạnh, ngược lại mới có thể làm cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên mới đúng." hắn kỳ thật ngược lại vẫn là hướng tới hôm nay cuộc sống bình thường này đi nếu đã thức tỉnh xong chúng ta về nhà sau đó hắn cũng chậm rãi kéo tay nhi tử nói như thế chờ một chút vị đại ca này anh là ba của tiểu vũ lân đúng lúc này truyền linh sư nhìn hai cha con sắp rời đi vội vàng đi tới lên tiếng hả đúng vậy truyền linh sư đại nhân làm sao vậy Đường tư nhiên hơi sửng sốt, không hiểu tại sao đối phương lại gọi mình lại, không khỏi nghi hoặc nói. Thiên phú của Tiểu Vũ Lân Toàn bộ đại lục đều khó gặp, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, ta có thể mời hắn gia nhập truyền linh tháp của chúng ta không? Lấy thiên phú của hắn, nhất định sẽ được thượng tầng coi trọng, trở thành thiên tài ưu tú. Giọng truyền linh sư có chút kích động, lập tức lên tiếng. À, có phải ngài làm cái gì không? Vũ hồn của Vũ Lân lợi hại như vậy sao? Đường tư nhiên nghe có chút như lọc vào trong sương mù, nếu không phải biết đối phương là nhân viên truyền linh tháp ngạo nghệ đến thành, sợ còn tưởng rằng là cái gì lừa dối người chứ? Không đúng. Vũ hồn của con trai hắn, không phải làm ngân thảo sao? Mời Vũ Lân gia nhập truyền linh tháp. Dường như chính là đang lừa dối người A. À? Vũ Lân Ba Ba ngươi xem bản báo cáo võ hồn này chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Truyền linh sư mắt thấy nói không rõ ràng, cũng vội vàng đưa giấy chứng nhận võ hồn cho đối phương, mở miệng nói. Tính danh Đường Vũ Lân Tiên Thiên Hồn Lực Cấp 10 Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, hư hư thực thực Lam Ngân Hoàng, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực Nhìn nội dung như vậy, trên mặt đường tự nhiên mang theo vẻ rung động nồng đậm, bộ dáng kinh ngạc giống như lần đầu tiên quen biết đối phương. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, Thiên phú võ hồn mạnh nhất đại lục lại xuất hiện trên người con trai mình. Vũ Lân, ngươi gọi đây là Lam Ngân Thảo. Trong lúc nhất thời, trên mặt hắn cũng là không khỏi trong nháy mắt mang theo một chút kinh ngạc, nhìn nhi tử một bên, nhìn không được mộng bức nói. Lam Ngân Thảo. Vũ Lân gọi đây là Lam Ngân Thảo. Đây không thể là Lam Ngân Thảo được. Truyền linh sư cũng ngẩn ra, lập tức nói: "Vô luận là đường phụ hay truyền linh sư Tuy nói bọn họ hoàn toàn chưa từng biết Lam Ngân Hoàng là dạng gì, nhưng Lam Ngân Thảo tiên thiên mãn hồn lực, đó còn là Lam Ngân Thảo sao? Hết chương này. Chương 3. Đánh dấu. Kim Long Vương huyết mạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 đăng ký. Huyết mạch Kim Long Vương. Truyền linh sư đại nhân, chuyện này ta phải bàn riêng với phu nhân một chút, ngài mời về trước đi ngạo lai thành hoa viên tiểu khu đường tư nhiên nhìn có chút đuổi cùng không nở cho nên đều đến cửa nhà truyền linh sư có chút bất đắc dĩ nói bất quá vừa nghĩ tới vũ lân nhà mình cái tiên thiên mãn hồn lực võ hồn càng rất có khả năng là cùng kia nghe đồn trung hải thần đường tam giống nhau lâm ngân hoàng hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy đều hợp lý như vậy nếu là mình đứng ở đối phương góc độ sợ cũng là sẽ như thế thậm chí tại buổi tối lại đây trộm trẻ con được được, chúng ta cũng không vội. Đường tiên sinh, các ngươi suy nghĩ cho kỹ là tốt rồi, ít nhất cũng phải để Tiểu Vũ Lân biết Truyền Linh Tháp chúng ta là tổ chức gì. Ta là Truyền Linh sư số 18 Ngạo Lai Thành Tố Đào, đây là danh thiếp của ta, hoan nghênh tới Truyền Linh Tháp tìm ta. Truyền Linh sư sau khi lưu lại một phần danh thiếp, liền rời khỏi nơi này, đã chuẩn bị trở lại Truyền Linh Tháp báo cáo việc này lên cao tầng. Bà xã, anh và Vũ Lân đã trở lại. Đường tư nhiên nhìn thoáng qua danh thiếp, yên lặng cất đi, sau đó liền kéo đường vũ lân, mở cửa phòng, chậm rãi đi vào. Phòng khách mười mấy mét vuông, phòng bếp không lớn, nhà vệ sinh, còn có hai gian phòng không tới mười mét vuông, đây là toàn bộ nhà. Vô cùng bình thường, thậm chí nói có chút đơn sơ, nhưng đây cũng đều là chuyện không có cách nào. Công việc của đường tư nhiên là thợ sửa chữa robot, nhưng bởi vì giá cả thấp, kỹ thuật vô cùng bình thường, chỉ có thể lấy được tiền lương không nhiều lắm. Mà thê tử của hắn Lan Nguyệt thì là tại sáu năm qua đảm đương gia đình bà chủ thân phận, phụ trách chiếu cố còn nhỏ đường Vũ Lân, bởi vậy gia đình này điều kiện kinh tế, kỳ thật vẫn là có chút không đủ. Mẹ, chúng con về rồi. Đường Vũ Lân trên mặt mang theo nụ cười, đồng dạng lên tiếng. Tại thu được thuộc về mình một ngón tay vàng về sau, bây giờ hắn cũng sẽ không lo lắng xuất hiện nguyên tác trung ba năm sau, cha mẹ bị ép rời đi tình cảnh, nội tâm, vẫn là phi thường vui vẻ. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại càng vui vẻ. Địa điểm hiện tại. Ngôi nhà ấm cúng, chúc mừng ký chủ thu được. 300 vạn liên bang tệ ở nhà cũng có thể ký, hơn nữa. 300 vạn liên bang tệ. Nghe trong đầu truyền đến tiếng vang, nhất là trong ý thức của mình hiện lên một đống lại một đống tiền, đường vũ lân có chút sửng sốt nhà bọn họ ở Ngạo Lai Thành điều kiện kinh tế cũng không tốt bình thường phụ thân một tháng tiền lương cũng chỉ bốn ngàn liên ban tệ lần này chính là ba trăm vạn đáng tiếc số tiền này tuy nhiều nhưng không thể nói cho ba mẹ biết thoáng cái có nhiều tiền như vậy con cũng sẽ bối rối chớ nói chi là bọn họ cũng không biết sau này khi nào có cơ hội có thể dùng Đường Vũ Lân yên lặng thầm nghĩ các ngươi đã về rồi võ hồng thức tỉnh có thuận lợi hay không thế nào đã nấu cơm xong rồi chúng ta vừa ăn vừa nói nhìn hai cha con trở về lan nguyệt trên mặt lộ ý cười trong tay bưng canh gà vừa hầm xong cười nói đây là một người phụ nữ rất dịu dàng vừa nói nàng đã bưng canh gà tới phòng khách ở trên một bàn ăn nho nhỏ ngoại trừ phần canh gà này còn có một phần rau xanh xào một phần sườn cùng với một phần rau trộn được rồi Đường Vũ Lân nghe vậy, lúc này ngoan ngoãn ngồi xuống, gật đầu nói. Đồng thời, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình đặc biệt tốt duyên cớ, hắn ăn cơm tốc độ cũng là so với bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất trong đó vẫn là mẹ làm ăn ngon. Bà xã Bây giờ có một tin xấu và một tin tốt. Đường tư nhiên không nhanh không chậm ngồi xuống, mỉm cười nói. Hả? Cái gì à? Lan Nguyệt nghe vậy, nhìn trượng phu trước mắt, có chút nghi hoặc nói. Tin xấu là, vũ hồn của Vũ Lân là Lam Ngân Thảo. Đường tư nhiên gấp một miếng thịt vào trong bát đường Vũ Lân, mở miệng nói. Hả? Lam Ngân Thảo. Nghe nói như vậy, Lan Nguyệt trong nháy mắt sửng sốt một chút. Nàng nhớ rõ, nhi tử đặc biệt muốn trở thành hồn sư ưu tú, vũ hồn là Lam Ngân Thảo, đây chẳng phải là đã kích rất lớn đối với Vũ Lân sao? Vũ Lân lúc này ăn nhanh như vậy. Không phải là đang hóa bi phẩn thành thèm ăn chứ. Lan Nguyệt nhất thời có chút lo lắng, nhịn không được nghĩ thầm. Ba ba à. Lúc này còn muốn làm cho mẹ cũng khiếp sợ một chút. Đường Vũ Lân đang ăn cơm nghe động tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía đường tư nhiên, khẽ cười nói. Theo hắn thấy, ba ba đây chính là mình bị kinh ngạc, cũng muốn cho mẹ cũng đồng dạng cảm thụ một chút. Ha 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 đây cũng là một bất ngờ cho mẹ con mà đường tư nhiên cười ha ha không hề phủ nhận các ngươi đang nói cái gì sao tôi có chút nghe không hiểu nhìn bộ dáng hai cha con này đều rất vui vẻ lan nguyệt lúc này chỉ cảm giác trong ánh mắt thật to của mình có nghi hoặc lớn hơn nữa không khỏi lên tiếng tin tốt là vũ lân là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực được truyền linh tháp mời gia nhập Đường tư nhiên lấy ra danh thiếp truyền linh sư lưu lại, lên tiếng. Cái gì? Lan Nguyệt nhất thời có chút kinh ngạc nói. Đúng vị rồi. Nhìn một màn như vậy, đường tư nhiên không khỏi gật đầu. Bộ dáng khiếp sợ này cũng không kém mình lúc trước nhiều lắm. Lan Nguyệt. Ba mẹ, con ăn no rồi. Đi về nghỉ ngơi trước. Đường Vũ Lân động tác rất nhanh, không đợi lan nguyệt hoàn toàn tiếp nhận thiên phú khó có thể tin kia của hắn đã ăn cơm no rời khỏi phòng khách nói xong câu đó liền đi về phía phòng mình thì là vũ lân hắn đợi đường vũ lân đi rồi lan nguyệt vốn khó có thể tin sắc mặt biến mất tự nhiên có chút không biết làm sao nói nàng thật sự không thể tưởng được bọn họ nhận nuôi nhi tử thiên phú lại là như thế kinh khủng trình độ tiên thiên mãn hồn lực nghi ngờ vũ hồn lâm ngân hoàng như vậy có thể trở thành vũ lân cha mẹ ruột người lại sẽ là dạng gì cấp bậc lão bà ta lúc trước từng nghĩ tới nếu như vũ lân không có hồn lực không trở thành hồn sư liền cùng chúng ta trải qua cuộc sống bình thường nhưng lại hạnh phúc mà vũ lân nếu có hồn lực bạn sinh lại chăm chỉ tu luyện chúng ta phải xứng đáng hài tử của chúng ta dù là cáo biệt hắn cũng phải vì hắn mang đến điều kiện tốt hơn nhưng hôm nay vũ lân là tiên thiên mãn hồn lực đường tư nhiên nhìn thê tử trước mắt nói như thế đối phương nghĩ hắn làm sao có thể không nghĩ tới có vũ lân hài tử như vậy cha mẹ ruột của hắn tất nhiên là một đời anh hùng cường giả đi theo bọn họ ngược lại mới là khổ đối phương truyền linh tháp là một trong những tổ chức mạnh nhất đại lục nếu vũ lân thật sự cảm thấy hứng thú gia nhập bọn họ là chuyện phi thường tốt với thiên phú của hắn chờ tiếp xúc đến tồn tại cường đại có lẽ có thể gặp được thân nhân của hắn chính là không gia nhập lấy vũ lân thiên phú chúng ta cũng phải cho hắn sáng tạo không tệ điều kiện ít nhất chúng ta không thể ngay cả cho hắn mua hồn linh tiền cũng không có a à. đường tư nhiên lẩm bẩm nói nói xong lời cuối cùng nhất thời cũng có chút chua sót một cái trăm năm hồn linh giá cả cũng đã là trọn vẹn trăm vạn lấy bọn hắn bây giờ điều kiện quả nhiên là khó có thể làm được. Lúc này, phòng đường Vũ Lân. Tại trở lại phòng ngủ về sau, hắn không có chút do dự, khi cho dù là nằm ở trên giường, này cũng không phải là bởi vì hắn buồn ngủ, mà là. Huyết mạch Kim Long Vương lần đầu tiên kích hoạt, chính là vào ngày thức tỉnh, cũng không biết mình sẽ có biến hóa gì. Chậm rãi, đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình có chút mê mang đi qua, ý thức của mình, hàng lâm đến một chỗ u ám không gian, mà một con toàn thân màu vàng kim cự đại long vương, chính cực kỳ uy nghiêm đứng sừng sững ở chỗ này. Đây chính là kim long vương sao? Nhìn một màn trước mắt, đường vũ lân nhất thời không khỏi có chút tháng phục nói. Chỉ tiếc nơi này phỏng chừng không tính là có thể ký được, nếu không nếu là ký được một chút, sợ là có chỗ tốt rất lớn đi. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, sau một khắc, thanh âm của hệ thống đã vang vọng. Địa điểm đăng ký Nơi bí ẩn đăng ký thành công Chúc mừng ký chủ thu được Kim Long Vương huyết mạch Hết chương này Chương 4 Đường Tam Ai dám ngăn cản ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 Đường Tam Ai dám ngăn cản ta vùng đất bí ẩn Trước mặt cự Long Kim sắc khí thế rộng rãi Đường Vũ Lân có vẻ hơi nhỏ bé sững sờ nhưng mà sau một khắc, nương theo trong đầu thanh âm vang lên, hắn vốn là kinh diễm khuôn mặt, lại là trở nên càng thêm rung động. Địa điểm hiện tại Vùng đất bí ẩn ký đến thành công Chúc mừng ký chủ thu được Kim Long Vương huyết mạch, chúc mừng ký chủ thu được đệ nhị vũ hồn Kim Long Vương, trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản ở trước mặt hắn Kim Long Vương trong nháy mắt hóa thành một trận hư ảo Ngay sau đó một cổ mãnh liệt mà lại cực kỳ cường đại năng lực liền dĩ nhiên ông vào trong cơ thể của hắn nghe tiếng vang như vậy đường vũ lân nhất thời ngây ngẩn cả người anh ta nghe thấy gì huyết mạch kim long vương đầy đủ trong không gian thần bí này đường vũ lân theo bản năng phóng thích võ hồn của mình để xem xét tình huống sau một khắc một ảo ảnh long vương khổng lồ đã hiện ra phía sau hắn cùng lúc đó vô luận là bàn tay hai tay hai chân thân thể toàn thân hắn cao thấp cũng trong nháy mắt hóa thành thân thể long vương cuối cùng biến ảo thành một bộ chiến giáp thậm chí một đôi cảm giác áp bách mười phần hai cánh cũng là đồng dạng hiện lên ở phía sau trên người kim long vương chi uy trong nháy mắt có chút hiện ra lại thật đúng là hoàn chỉnh a đường vũ lân vung hai tay nắm chặt hai kim long trảo không nhịn được cảm thán tuy rằng hắn hiện giờ còn chưa đạt được bất kỳ một hồn kỹ nào của vũ hồn kim long vương nhưng chỉ riêng thân thể long loại này, vô luận nói như thế nào, sợ cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được tiến công. Nguyên tác bên trong nhân vật chính dùng cả đời, cho đến bị đóng băng vạn năm, đều chưa từng có được hoàn chỉnh kim long vương huyết mạch, đến ta nơi này. Không ngờ vừa lên đã có. Thu hồi vũ hồn của mình, hắn cũng lẩm bẩm nói. Có huyết mạch kim long vương. Vô luận là tương lai phát sinh chuyện gì, tự hồ, cũng không phải là chuyện gì. Đường Vũ Lân trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ: Ta hồn sư đánh không lại. Không tồn tại, ta là Kim Long Vương. Bạn gái luận võ chiêu thân. Không tồn tại, ta là Kim Long Vương. Lấy tử chi đạo tính toán. Không tồn tại, ta là Kim Long Vương. Có được lực lượng cực hạn, hoành thôi đấu la là tất nhiên. Ta, Đường Vũ Lân, một thế hệ nhân vật chính mời đường tam chịu chết. Đường vũ lân chậm rãi rút lui khỏi không gian thần bí, nằm trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà trước mắt, cười khẽ nói. Đường tam. Chết. Có kim long vương huyết mạch, hắn cảm thấy thắt lưng mình không mỏi chân không đau, phản phất so với trước kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ngẫm lại cũng đúng, đường đường long thần một nửa, chủ thân thể, cực hạn lực lượng kim long vương, này mang đến hiệu quả và lợi ích tăng phúc khẳng định là không kém đi nơi nào ít nhất so với lam ngân hoàng mạnh hơn nhiều vũ hồn lam ngân hoàng rõ ràng là chủ sinh mệnh năng lực công kích cũng không kém mạnh hơn nhiều nhưng hết lần này tới lần khác một cái hai cái đều đi cuốn quanh nguyên thân của nguyên tác thật sự là hồ đồ a đường vũ lân lắc đầu không khỏi nghĩ thầm đường tam không có đầu óc tiểu thông minh quỷ ngươi cũng không thể không có đầu óc a vô luận nói như thế nào ta cũng không muốn đi theo con đường của hệ khống chế. Đường Vũ Lân ngồi dậy, không khỏi lên kế hoạch suy nghĩ. để nhất hồn kỹ, làm ngân cuốn quanh. chó mới dùng cái đó. nhưng mà, hôm nay ta cũng không giống như trong nguyên tác như vậy, tiên thiên cấp 3 dựa vào đánh sắt 3 năm kiếm tiền mua hồn linh. để nhất hồn hoàng, thật đúng là không biết làm sao bây giờ. mặc dù có đủ giá tiêu phí, nhưng cũng không có biện pháp trực tiếp lấy ra ngược lại rất đau đầu. Truyền linh tháp tổ chức đã muốn mời ta, thật đúng là không phải không có khả năng đưa ta một cái hồn linh, bất quá cái này thích hợp sao? Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ thầm, nội tâm vô cùng rối rắm. Hắn cũng không phải là người như vậy a, à, này tặng không, chính mình nhưng là tuyệt đối không cần. Hắn Đường Vũ Lân chính là chết đói, chết bên ngoài, từ cái này hai Nhi nhảy xuống, cũng là tuyệt đối không có khả năng cầm vì sao ta cảm giác có chút không thoải mái? Loại cảm giác này dường như đến từ đấu la tinh. Đấu la đại lục, xảy ra tình huống gì rồi? Không thể nào. Trong không gian nào đó, ở đấu la thần giới bị gió lốc cuốn đi lệch đi, ủy viên trưởng đường tam trưởng quản vị diện tương quan đấu la thần giới, độc tài đại quyền đột nhiên nhướng mày, nhìn không được nói. Với tư cách là khu vườn phía sau. Không, với tư cách hắn tại hai vạn năm trước phi thăng tới địa phương, quê nhà đường môn chỗ ở đấu la đại lục có thể nói là hắn chân chính trên ý nghĩa nghịch lân bất luận kẻ nào muốn động tới khối bánh ngọt này đều sẽ thật sâu bị hắn khiển trách nói cách khác vô luận là ai chạm vào là chết trên mặt đường tam nhìn như cao quý hiện lên thần sắc không thể ngổ nghịch hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ tự như hủy diệt chi thần lúc trước vẻn vẹn là bởi vì chậm trễ cục diện điều khiển của hắn liền thi triển tiểu kế khiến cho đối phương cùng thê tử sinh mệnh chi thần cùng nhau tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Hai người này cho dù là trước khi chết, thậm chí còn gửi gắm hy vọng sống lại cùng một chỗ, đúc lại huy hoàng, một lần nữa đánh vào đấu la thần giới. Nhưng mà hắn chỉ có thể nói, hai người này đều quá ngây thơ. Thân là bằng vào cứng trắng thực lực trưởng quản thần giới, có được chính trực thần vương tuyệt đối không tính kế nhi nữ tuyệt thế hảo phụ thân tuyệt đối không hấp thu lão bà hồn hoàng tuyệt thế hảo lão công các loại nhãn hiệu hắn sẽ làm cái loại này nuôi hổ gây hòa sự tình sao chẳng những sẽ không thậm chí từ sớm tại kia hai người cùng nhau vì thần giới hiến thân thời điểm hắn cũng đã sớm mà đem hai người hồn phách bôi thành cặn bã ha ha chuyện ngay cả hủy diệt cũng không làm được thế gian này làm sao có bất cứ tên nào có thể ngăn cản ý nguyện của đường Tam Ta. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tự hồ là nghĩ tới sự tích phong quan lúc trước của mình, đường Tam trên mặt mang theo một trận khinh miệt, hư lạnh nói. Muốn làm trái với địch nhân của đường Tam hắn. Còn chưa ra đời mà. Tỉ mỉ tính toán một chút nhân sinh của mình, vô luận là ngay từ đầu mạng Đà La Xà, nhân diện Ma Chu, cũng hoặc là sau này thiên nhận tuyết, bị bỉ, bỉ đông thậm chí lại bao gồm đấu la vị diện có ý đồ tự mình phản kháng thế cho nên sinh ra thiên mệnh chi tử không phải đều là bị chính mình bố trí phục phục thiếp thiếp huống chi đấu la đại lục hiện giờ thần cấp không ra chỉ là phong hào đấu la có thể lật ra sóng gió gì ta đã để lại ấn ký linh hồn trên người nhi tử đợi đến khi thời gian xuất hiện tuyệt đối có thể chỉ dẫn hắn trở thành chí cường giả hoàn thành đại nghiệp của ta ha 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 có phụ thân ở đó là đủ rồi mặc dù hắn chỉ là một nhị cấp thần nho nhỏ, nhưng nói thế nào cũng là một vị thần diện mạo. Tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Trên mặt đường tam tràn đầy thần sắc kiên định, tràn đầy tự tin thầm nghĩ. Phụ thân hắn có lẽ không phải là phụ thân xứng chức, trường phu xứng chức, đệ đệ xứng chức, nhi tử xứng chức. Nhưng hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ là một gia gia xứng chức, xứng chức vị diện thủ hộ chi thần. Lúc phụ thân đáng tin cậy vẫn rất đáng tin cậy mà ở trong một không gian kín ở đấu la đại lục xa xôi một già một trẻ như vậy một đôi nam nữ đang ở bên trong vô cùng cần cù trồng trọt đúng trồng trọt chính là người trong tưởng tượng của các ngươi phi thường chính trực cần cù mà lại chân chính hoàn toàn ý nghĩa trồng trọt cây trồng ở chung quanh bọn họ rõ ràng là một chỗ ruộng lúa mạch ánh vàng rực rỡ mà ở trong đó cũng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút lâm ngân thảo điểm suyết, chỉ có thể nói có chút quái dị. A à ngân, ngươi xem lúa mạch này có phải vừa lớn vừa rộng hay không? Người đàn ông trung niên cầm lấy một phần bông lúa, nói như thế. Đây là một vị có chút mập mạp trung niên nhân, mặc một thân coi như sạch sẽ quần áo, cả người nhìn phi thường bình thường. Nhìn bộ dáng nắm lúa mạch của hắn, tự hồ là người quý trọng lương thực, thích làm ruộng mới đúng, nhưng mà ở dưới chân hắn, lại là ở đây đồng thời, giẫm nát một cái lại một cái. Hắn gọi đường hạo, sinh ra ở hai vạn năm trước đường tam sinh phụ, tại đối phương thành thần sau khi, cũng là đi theo thơm lây, trở thành một đời nhị cấp thần cường giả. truy thần Tại thành thần một vạn năm sau, lại bị phi thường vinh hạnh cho bước tiếp theo tấn thăng, trở thành đấu la đại lục một phương thế giới vị diện chi thần. Như thế xem ra, lão bà của hắn trở thành đấu la chi thụ, tự hồ cũng không phải việc khó gì. Đúng vậy. Nhưng mà. Nữ nhân bên cạnh gật đầu, đáp lời. Nàng là A Ngân, vợ của Đường Hạo, mẹ của Đường Tam. Hai vạn năm trước cũng đã có hóa hình qua nhân loại, sau một lần nữa sống lại thành hồn thú nàng, mặc dù bởi vì hồn thú thân phận chưa thành thần, nhưng tại Đường Tam thành thần ngày, cũng đã ở dưới tình huống được trợ giúp, trở thành 30 vạn năm đại hung thú. Hơn nữa nàng tại đấu la tinh khí vận, đừng nói là độ kiếp chính là trở thành sinh mệnh chi căn bản, sợ cũng không phải vấn đề gì. vậy khẳng định, đây chính là ta tự mình trồng. trên mặt đường hạo mang theo thần sắc tự hào, mỉm cười nói, ta nói với ngươi nha, an ngân. lúc trước đặt thần giới, tiểu tử oscar đã nói ta nấu cơm ăn ngon, có thiên phú này, này này, thật đúng là mở ra cánh cửa thế giới mới của lão phu. vừa lúc quay về đấu latin làm vị thần diện mạo này trồng trọt các loại bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, cũng không phải chuyện gì không được. Đường hạo vừa cười vừa nói. À, cái này. Nghe nói lời ấy, ngược lại đến phiên A Ngân phạm tội, đối phương làm cái gì đó xào rau lâm ngân các loại, đều sắp đen đến không ra dáng. Còn được thần ăn kia khen ngợi. Nếu không là bởi vì nhi tử là thần vương, ngươi có thể có lời khen này. Hạo ca, tiểu tam cho ngươi trở thành vị diện chi thần của đấu la đại lục, coi như là thủ hộ thần ngươi cứ như vậy mang theo ta ở chỗ này một lần một lần làm ruộng các loại có phải hay không không tốt lắm một lát sau a ngân cũng nhìn không được chậm rãi mở miệng hỏi hại a ngân đây chính là ngươi không hiểu tiểu tam để cho ta đi tới đấu la đại lục này khẳng định cũng là vẫn cho ta nhiệm vụ mới đúng lúc trước ta liền nhớ rõ có chuyện này nghe vợ mình nói như vậy đường hạo trong nháy mắt có chút không vui lúc này phản bác nhưng mà sau một khắc nội tâm hắn lại đột nhiên ấp úng lúc ấy con trai ông ấy nói là muốn ta tìm một người tên là cái gì khiêu vũ cái gì lâm cái gì khiêu vũ cái gì lâm tới vũ lâm hay là lâm vũ sắc mặt đường hạo trong nháy mắt có chút khó coi không biết làm sao thầm nghĩ chính mình quả thật không nghe rõ bất quá cái này cũng không thể trách hắn dù sao đây chính là hắn nhi tử không nói rõ ràng. Nếu con trai cũng không muốn nói rõ ràng, ân. Vậy khẳng định không phải là người quan trọng gì, tìm hay không cũng không sao cả. Đường hạo sắc mặt chính nhiên thầm nghĩ. Đường tam. Cha ta đường hạo, có tư thế hoàn thành đại kế. Vị diện chi thần, truy thần. Đường hạo. Mã tạp mã tạp. Hết chương này. Chương 5 sinh mệnh hệ lam ngân hoàng. Kim sắc hồn hoàng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Sinh mệnh hệ lam ngân hoàng. Hồn hoàng kim sắc. Ngày hôm sau. Ngại quá truyền linh sư, ta tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, cảm ơn. À. Không phải, điều này sao có thể không biết xấu hổ chứ. Ngạo lai thành truyền linh tháp, đường vũ lân nhìn hồn linh trăm năm trong tay mình, nhất thời ngẩn ra có chút ngượng ngùng nói hắn thật sự không nghĩ tới ngày hôm qua chính mình bất quá chính là ngẫm lại mà thôi cái này truyền linh tháp thật đúng là sẽ cho mình đưa tới hồn linh không những như thế còn là vị truyền linh sư ngày hôm qua đã gặp tự mình mời hắn và phụ thân tới chọn lựa cái này làm sao có thể không biết xấu hổ truyền linh sư đại nhân cái này không được đường tư nhiên nhìn trận chiến trước mắt nhất thời ngẩn ra vội vàng từ chối nói. Đêm qua hắn đã cùng thê tử thương lượng xong, chính là trở lại ngày xưa, cũng nhất định phải để cho nhi tử ít nhất có được tư cách trở thành hồn sư. Dù sao hiện giờ tiền tại tài nguyên của bọn họ, quả thực là quá mức ảm đạm. Chỉ là không nghĩ tới, còn không đợi bọn họ tìm trước nhân duyên đi mượn trước 100 vạn liên bang tệ, cái này truyền linh tháp, rõ ràng miễn phí đưa ra. Đây chính là 100 vạn liên bang tệ A, tại ngạo lai thành nho nhỏ này, hoàn toàn nói là tài sản không nhỏ truyền linh tháp cứ như thế cho không mặc dù nói vũ lân thiên phú quả thực là phi thường cao nhưng truyền linh tháp nhất là ngạo lai thành địa phương nhỏ này truyền linh tháp liền như thế không keo kiệt thật đúng là không tưởng được a à. đường tư nhiên không nhịn được cảm thán nói hắn thừa nhận hắn có đem thiên phú của nhi tử nghĩ không mạnh như vậy nhưng đồng dạng hắn cũng không nghĩ tới truyền linh tháp này trực tiếp như thế dù sao vũ lân nói còn không muốn gia nhập truyền linh tháp a vũ lân ba ba võ hồn này ba nhất định phải cầm thật tốt trăm năm tự chọn hồn linh tuy nói quý trọng nhưng vũ lân đáng giá truyền linh tháp chúng ta đầu tư tuy rằng ngươi bây giờ còn không muốn gia nhập truyền linh tháp chúng ta thế nhưng cửa lớn truyền linh tháp chúng ta vĩnh viễn vì ngươi mở ra truyền linh sư tố đào sắc mặt không thay đổi nhìn đường vũ lân trước mắt nói như thế hắn chuyến này đại biểu cũng không phải chính mình mà là truyền linh tháp địa phương cao tầng nếu như nói là chi nhánh của thế lực khác đoán chừng là không thể bỏ được thứ như vậy nhưng hiển nhiên không phải truyền linh tháp bọn họ một vị tiên thiên mãn hồn lực trong nhà dường như còn không có bao nhiêu tài nguyên thiên tài đừng nói là một cái trăm năm hồn hoàng chính là ngàn năm thậm chí đỉnh cấp nhất vạn niên hồn hoàng thì như thế nào chỉ cần có thể mời chào thành công hết thảy cũng không thành vấn đề mà dù là đối phương còn không muốn gia nhập tặng cho một cái trăm năm hồn hoàng sự tình cũng sẽ ở trong lòng đối phương lưu lại ấn tượng giao hảo một vị tuổi trẻ thiên tài cao tần truyền linh tháp ngạo lai thành hiển nhiên ý thức được những điều này đối với bọn họ mà nói cho dù đối phương không muốn gia nhập cũng chỉ là bán ít đi một hồn linh mà thôi nhưng một khi nguyện ý đây chính là đầu tư lớn vậy chúng ta nhận lấy cảm ơn truyền linh sư đại nhân Nhìn thái độ hữu hảo của đối phương, đường tư nhiên cũng bị đã động, gật đầu nói. Vô luận nói như thế nào, đứa nhỏ hấp thu hồn hoàng đột phá hồn sư mới là chuyện trọng yếu nhất, đúng là không thể trì hoãn. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân cũng nói như thế. Từ được. Ta lấy cho ngươi chính là một trong những hồn linh tốt nhất trong truyền linh tháp chúng ta, mạng Đà La Xà, phi thường thích hợp với lâm ngân thảo vũ hồn của ngươi. Truyền linh sư nói như thế. Mạng Đà La Sà. Đó không phải giống như hải thần đường Tam. Nghe được cái tên có chút quen thuộc này, đường tư nhiên cũng ngẩn ra trong nháy mắt, trong đầu nhớ tới tin tức đã từng hiểu rõ, thầm nghĩ như thế. Trong truyền thuyết hải thần Tu La thần đường Tam, đệ nhất hồn hoàng đi săn vết hồn hoàng, nhưng chính là đến từ cái kia trăm năm mạng Đà La xà không nghĩ tới, truyền linh tháp sẽ cho vũ lân cái này hồn linh. Quả nhiên là có tâm A đường tư nhiên nhịn không được lên tiếng truyền linh sư đại ca ta có thể đổi linh hồn khác không lúc này đường vũ lân đột nhiên lên tiếng hỏi nếu đã muốn hồn linh vì sao không cần một cái mình càng muốn hả tiểu vũ lân mạng đà la xà này từng là hồn hoàng đường môn tổ tiên đường tam đều dùng qua rất lợi hại so với các loại rắn khác khống chế hồn thú đều tốt hơn một chút Nơi này của chúng ta chỉ có thanh xà hồn hoàng trăm năm." Truyền linh sư mở miệng nói. Ngay cả Đường Tư Nhiên bên cạnh cũng không khỏi nhìn về phía ánh mắt nghi hoặc, không rõ vì sao nhi tử phải đổi người khác. Bởi vì, ta không có ý định trở thành hồn sư hệ khống chế. Nếu như muốn lựa chọn, ta muốn hồn hoàng này." Đường Vũ Lân mỉm cười, nhìn trước mắt hồn linh bản biểu, ngón tay út đến phía trên một cái phương hướng nào đó, chính viết như vậy mấy chữ: sinh mệnh chi hoa hồn linh cái này tuy rằng sinh mệnh chi hoa là hồn linh không tệ nhưng là cái này không thích hợp ngươi à ngươi không đi khống chế hệ truyền linh sư kinh ngạc nói lam ngân thảo chi nhánh võ hồn 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 sư lại không đi làm khống chế hệ hồn sư ấy chờ một chút hình như lam ngân thảo không có hồn lực nhưng mà dù sao hải thần đường tam nổi danh nhất chính là hệ khống chế đối phương không phải cũng đi sao ta nghĩ kỹ rồi không đi hệ điều khiển thì chọn cái này hồn linh sinh mệnh chi hoa đường vũ lân nhìn dụng cụ lấy hồn trước mặt kiên định nói ngươi muốn đi phụ trợ hệ trị liệu sao được rồi truyền linh sư thấy thế nhất thời cũng không tiện đi phản bác quyết định của đối phương chỉ có thể từ đó lấy ra sinh mệnh chi hoa trăm năm tuổi kia gật đầu nói ngươi cứ ở chỗ này hấp thu đi ta giúp ngươi hộ pháp hắn nói như thế. Được. Đường Vũ Lân nghe vậy, nhẹ nhàng lên tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất. Ngay sau đó, liền đem hoa trong tay đặt ở phía trước. Cùng với ý thức của hắn tiến vào không gian vũ hồn trong đầu, ở xung quanh Lam Ngân Hoàng, đóa sinh mệnh chi hoa này, cũng đã xông vào. Mà Kim Long Vương chiếm cứ vũ hồn không gian đại bộ phận, đối mặt tình huống như thế, lại chỉ là yên lặng mà phun ra long tức, sau đó liền không có hành vi khác đang hấp thu. Sinh mệnh chi hoa hồn linh ở hấp thu thành công. Hoa sinh mệnh tiếp xúc với hơi thở của Kim Long Vương, phát sinh biến chất hiện tại là Long tức hoa, làm ngân hoàng vũ hồn đạt được hồn kỹ. Sinh sôi không ngừng, hồn kỹ hệ chữa trị, có thể liên tục không ngừng tăng lên lượng máu lớn. Một lát sau, khi đường vũ lân mở hai mắt ra, một đạo hào quang màu vàng đã hiện lên bên cạnh hắn. Vũ lân, thế nào? Đường tư nhiên lúc này lo lắng hỏi, hiển nhiên không biết con trai đi theo con đường cường công, kỹ năng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Truyền linh sư bên cạnh cũng như thế, bởi vậy cũng gắt gao nhìn. Rất thuận lợi. Đường vũ lân thấy thế, mỉm cười. Sau một khắc, cùng với đệ nhất hồn hoàng quan mang của hắn đại phóng, từng đạo lâm ngân hoàng cũng là nháy mắt hiện lên ở trong tay, từng trận quan mang chính là bao phủ ở trên người của hắn, cùng cùng không ngừng vận chuyển năng lượng sinh sôi không ngừng, cuồng cuồng không ngừng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là lần nhận hàng lớn nhất. Chỉ thấy trong tiềm thức của hắn, chung quanh võ hồn Kim Long Vương cũng đã hiện ra một cái hồn hoàng màu vàng. Kim Long Vương vừa đạt được hồn hoàng, vừa kích hoạt một hồn kỹ. Hết chương này. Chương 6 Học tập rèn đúc Một chú y, bách đoán Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 học tập rèn đúc. Một chú y, bách đoán. Đây là đệ nhất hồn kỹ của ta. Gọi là sinh sôi không ngừng đi. Đường vũ lân trên mặt mang theo từng trận mỉm cười, cảm thụ cảm giác ấm áp trong cơ thể mình, nghĩ nghĩ, mỉm cười nói. Rất hiển nhiên, đối với cái này cùng khống chế hệ không có nửa xu quan hệ hồn kỹ, bản thân hắn là phi thường hài lòng. Sinh sôi không ngừng, hồn kỹ hệ trị liệu tốt như vậy, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất với Lam Ngân Hoàng. Nhất là so với cái gì gọi là Lam Ngân cuốn quanh, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sinh sôi không ngừng. Hay cho một cái sinh sôi không ngừng. Nhìn quan mang liên tục gia trị năng lượng, khôi phục nguyên nguyên trước mắt, vô luận là đường tư nhiên hay là truyền linh sư tố đào, lúc này đều nhìn không được cảm thán nói. Bọn họ còn tưởng rằng Lam Ngân Thảo đi không phải hệ phụ trợ của hệ khống chế, là phi thường lỗ mãn, dù sao, Lam Ngân Thảo chính là vũ hồn hệ khống chế mà mọi người đều biết. Trong đó, đường tam hai vạn năm trước thành tựu thần chích hải thần, vũ hồn chính là hắn, trong nhận thức của mọi người, nhất định là đi hệ khống chế tốt nhất. Nhưng mà không ngờ, thử nghiệm mạo hiểm này lại. Tự hồn ngoài ý muốn không tệ. Nếu là về sau gặp được hợp tác không tồi, chưa chắc sẽ không trở thành giai thoại một đời. Vũ Lân không hổ là thiên tài tiên thiên mãn hồn lực mặc dù con đường ngươi đi khác với Lâm Ngân Thảo hồn sư bình thường, nhưng cũng không mất đi một con đường cường đại. Truyền linh sư không khỏi nói như thế. Cảm ơn, không có lợi hại như vậy. Đường Vũ Lân nghe vậy, chỉ khẽ cười. Lâm Ngân Hoàng đi hệ điên cuồng thông thường sao? Có lẽ người mạnh nhất trong Lâm Ngân Hoàng đúng là hệ khống chế, nhưng nếu nói hắn thích hợp nhất trở thành phương hướng phát triển vũ hồn của hệ thống Lâm Ngân Thảo thì không chính xác trong lâm ngân thảo có thể tu luyện tới cảnh giới không tệ có bao nhiêu người chính là có được tiên thiên hồn lực đã là ít lại càng ít thậm chí cơ hồ không có còn trở thành cường đại khống chế hệ hồn sư hắn cho rằng lần thử nghiệm này của mình cũng bất quá là bình thường đến cực điểm ít nhất ở chỗ hắn cho rằng lợi hại hơn lâm ngân quấn quanh không biết bao nhiêu lần là được cùng lúc đó nghĩ đến lúc trước có kích hoạt kim long vương hồn hoàng Hắn cũng là lập tức xem xét chính mình Kim Long Vương Vũ Hồn cái thứ nhất Hồn Kỷ. Kim Long Lực. Có năng lực khống chế huyết mạch Kim Long Vương, không hổ là Hồn Kỷ thứ nhất, quả nhiên vô dụng. Đường Vũ Lân mang theo thần sắc có chút thất vọng, không khỏi nghĩ thầm. Kim Long Lực, nếu là đối với nhân vật chính bị phong ấn 18 tầng trong nguyên tác, tầng sau gian nan hơn tầng trước không biết bao nhiêu mà nói, nghĩ đến là thứ vô cùng mộng ảo. Nhưng mà đối với hắn có huyết mạch kim long vương mà nói cũng chỉ có thể nói hai chữ đơn giản chính là cái này đã có huyết mạch hoàn chỉnh của kim long vương rồi cái gọi là kim long lực này quả nhiên là không có chút tác dụng có chút kéo đường vũ lân khẽ cười một tiếng thầm nghĩ tục ngữ nói rất đúng hán tử no không biết hán tử đói hắn lúc này đã cùng tiền thân hình thành đối lập rõ ràng con trai thật không ngờ Ngươi là thiên tài tuyệt thế tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn là Lam Ngân Hoàng thì thôi, lại còn trở thành Lam Ngân Hoàng hồn sư đầu tiên trong lịch sử. Trên đường trở về, đường tư nhiên cảm khái nói. Thiên tài mạnh như vậy, vì thứ hai trong lịch sử Lam Ngân Hoàng vũ hồn người sở hữu, lại là con nuôi của hắn, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Không có lợi hại như vậy, bất quá. Cha, còn có một ý tưởng. Lúc này, trên đường đi qua một phòng rèn công tác cự chú y, đường Vũ Lân đột nhiên dừng bước, chậm rãi mở miệng nói. Ta muốn trở thành đoán tạo sư. Đây là một mặt tiền có chút cũ nát, không có vật trang trí đặc biệt gì, ngoài trừ tạo hình một cái búa ra, cũng chỉ giống như một gian phòng nghèo túng. Mặt tiền phòng bề ngoài nhìn qua có chút cũ nát, mặt trên bản hiệu viết ngắn ngủn năm chữ. Mang thiên phòng làm việc. Con trai. Ngươi, muốn học trèn. Nghe lời này, đường tư nhiên trong nháy mắt ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Rèn. Tình huống gì? Tuy rằng hắn có nghe nói qua người trẻ tuổi thiên phú không tệ học tập rèn đúc, nhưng giống như con trai hắn học tập rèn đúc tiên thiên mãn hồn lực. Thật đúng là chưa từng thấy nhiều. Dù sao học tập một phần phương diện mới, bỏ ra tinh lực, cũng là so với đơn thuần tu luyện hồn lực, cao hơn không ít. Ba ba ta cảm giác khí lực của ta rất lớn, đoán tạo cũng không phải không được. Ta sẽ không trì hoãn tu luyện hồn lực. Đường Vũ Lân nghiêm túc nói. Cái này. Được rồi. Đường tư nhiên đương nhiên là không muốn đáp ứng, nhưng vừa nghĩ tới chuyện con mình trở thành hệ phụ trợ cũng làm ra. Mặc dù tuổi tác của đối phương còn rất nhỏ, nhưng trên thực tế, tự hồ mình rất khó thay đổi quyết định của đối phương. Năng lực rèn của mang thiên cao hơn ta một bậc nếu vũ lân thật sự muốn học ngược lại cũng là có thể vạn nhất hắn tương lai trở thành cao giai đoán tạo sư phối hợp thực lực cao cường vẫn là phi thường có thể bất quá vũ lân như thế nào đột nhiên muốn học trèn lúc trước dường như cũng không có phương diện này hiểu rõ đi đường tư nhiên không khỏi có chút hồ nghi thầm nghĩ bất quá muốn được tên mang thiên kia tán thành nhưng không dễ dàng đâu đường tư nhiên nhìn nhi tử bên cạnh không khỏi khẽ cười nói ngay sau đó, liền kéo đối phương, chậm rãi ấn chuông cửa. Ai tới? Hả? Tự nhiên, ngươi mang Vũ Lân đến chỗ ta. Thế nào, hồn hoàng hấp thu còn thuận lợi không? Mở cửa là một vị nam nhân thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, có râu quai nón, có vẻ đặc biệt hung hãn. Chỉ có điều, khi trao đổi với hai bên trước mắt, trên mặt lại mang theo một trận mỉm cười, nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân tràn đầy vẻ khen ngợi đối với thiên tài. Vừa nói, hắn chính là nghênh đón hai người trước mặt, cùng nhau tiến vào trong phòng làm việc. Giống như bề ngoài của nát của phòng làm việc này, bên trong cũng vô cùng trách nát, chỉ có một ít linh kiện cơ giáp trải rác đặt ở một bên, có vẻ đặc biệt đơn điệu. Đây là mang thiên thúc thúc sao? Có thể nói, nam nhân ảnh hưởng nguyên thân cả đời. Nhìn vị trung niên nam nhân trước mắt này, trong đầu đường Vũ Lân nhất thời hiện ra tên đối phương, không khỏi nghĩ thầm. Mang thiên, đoán tạo tông sư cấp 6. Đồng thời cũng là vị đoán tạo lão sư đầu tiên của tiền thân. Giới hạn trong nguyên nhân thực lực bản thân đối phương không mạnh bao nhiêu, cả đời dừng lại ở đoán tạo sư cấp 6, ở phía sau không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng nếu như đối phương không có ở 6 tuổi lúc nhận lấy nhân vật chính, nói vậy đối phương cả đời cũng sẽ không tiếp xúc đoán tạo, tiếp theo càng là sẽ bởi vì không có tài lực mua kích hoạt kim long vương huyết mạch dược liệu mà chết bất đắc dĩ bỏ mình mang thiên đại ca nhìn đối phương trước mắt đường tư nhiên mang theo nụ cười khẽ cười nói vị này chính là tri tâm bằng hữu chân chính của hắn biết gốc biết đấy là người hắn tín nhiệm nhất không có một trong có chuyện gì cứ nói trước đi bây giờ tôi còn phải làm linh kiện nữa mang thiên cười cười lên tiếng mặc dù đang nói chuyện với đường tư nhiên. Nhưng mà trên thực tế, từ khi bắt đầu tiến vào, tầm mắt của hắn, liền không có rời khỏi đường vũ lân trên người. Người này a à. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đường tư nhiên cũng không khỏi dở khóc dở cười. Từ lúc mình ngày hôm qua đem chuyện này báo cho đối phương, mang thiên liền một bộ vô cùng kích động, giờ này khắc này, càng hiện ra một cái nhìn không sót gì. Bất quá, vừa nghĩ tới mình tới nơi này cũng chính là vì chuyện của Vũ Lân, nội tâm hắn nghĩ như thế chính là không còn sót lại chút gì. Mang thiên đại ca, ta lần này tới là vì Vũ Lân. Đường tư nhiên nói thẳng. Hả? Vũ Lân muốn tìm ta. Mang thiên nhất thời ngẩn ra, lúc này hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Không phải hắn nói, tuy rằng quan hệ giữa mình và đường tư nhiên quả thật vô cùng tốt, nhưng với tiểu gia hỏa đường Vũ Lân này, căn bản không quen thuộc chút nào chứ. Đối phương, tìm mình mang thiên thúc thúc, con muốn học trèn. Đường Vũ Lân bước lên trước, nói thẳng. Hả? Ngươi muốn học trèn? Nghe nói như vậy, mang thiên nhất thời nhíu chặt mày, kinh ngạc nói. Học trèn. Ngươi là thiên tài hồn sư tiên thiên mãn hồn lực, không hảo hảo tu luyện, ngươi muốn học trèn. Thì là. Ngươi đồng ý. Sau đó, hắn đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đường tư nhiên, lên tiếng hỏi vâng. Đường tư nhiên gật đầu, đáp lời. Ngươi. Mang thiên tức giận nghiến răng, một cổ tâm tình chỉ tiết rèn sắt không thành thép sông lên đầu. Chính mình sở dĩ chậm chạp không vào được thánh tượng cấp bảy đoán tạo sư ngưỡng cửa, cũng là bởi vì thực lực quá kém, vẹn vẹn có được hồn tông thực lực, quả thực là năng lực có hạn. Hồn sư thiên tài trước mắt này không hảo hảo tu luyện, chạy tới tuổi còn trẻ học trèn, sao có thể như vậy? Tiểu Vũ Lân ngươi khi nào thì trở thành đại hồn sư trở lại đi ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ muốn tu luyện võ hồn hồn lực là chính về phần chức nghiệp thứ hai về sau trở lại cũng không mang thiên nói vừa nói cũng đưa mắt nhìn về phía đường tư nhiên giống như đang nói đứa nhỏ không hiểu chuyện chẳng lẽ ngươi còn không hiểu chuyện sao sáu tuổi học trèn vẫn là tiên thiên mãn hồn lực hắn thừa nhận thiên phú như vậy nếu như đoán tạo thiên phú không tầm thường Tương lai sợ là đoán tạo giới cực kỳ nổi danh nhân vật, nhưng là, cơ hội sẽ không thực hiện. Phanh Nhưng mà không đợi hắn nói xong, đường vũ lân đã yên lặng cầm lấy búa trên bàn, hướng một khối vật liệu rèn nặng nề nền xuống. Trong khoảnh khắc, một tiếng búa rơi xuống đất, lại trong nháy mắt từ trong phòng làm việc vang vọng lên, sau đó, khối tài liệu coi như hiếm có này, thân thể đúng là so với lúc trước, nhỏ hơn ước chừng mấy lần. Đây là Bách đoán trầm ngân Mang Thiên đã khiếp sợ nói không ra lời, nhìn không được kinh ngạc nói. Một chù y, bách đoán. Nhưng mà lúc này đường Vũ Lân sắc mặt lại bình tĩnh, giống như chuyện trước mắt, không thể đơn giản hơn. Chỉ vì, từ lúc đi tới đoán tạo phòng làm việc kia một khắc, hệ thống ký tên đến âm, liền sớm mà vang vọng lên. Ký đến địa điểm. Mang thiên phòng làm việc chúc mừng chủ ký sinh đạt được. Thần cấp đoán tạo sư thiên phú, nhân vật ký tên. Mang Thiên, Mang Thiên, đoán tạo tông sư cấp 6, hồn tông tứ hoàng. Chúc mừng ký chủ thu được. Một ít trèn tạo tài liệu, hết chương này. Chương 7 Ngươi nguyện ý, cùng ta về nhà sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 ngươi nguyện ý, cùng ta về nhà sao? Bách đoán Tự nhiên lão đệ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không đã sớm vụng trộm dạy vũ lân đứa nhỏ này rèn đúc năng lực trước khi hắn thức tỉnh võ hồn vẫn dùng búa bằng không sao có thể mạnh như vậy a à? mang thiên cố nén rung động đưa mắt nhìn đường tư nhiên lập tức hỏi bách đoán tạo trở thành chính thức đoán tạo sư phân giới tuyến cùng bình thường rèn sát sư có được khác biệt cực lớn nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không cách nào nghĩ thông suốt chính là một hài tử sáu tuổi trở thành đoán tạo sư cấp 1 đã là kinh thế hải tục, vậy mà, còn là một chù y. Không có. Ta xác định Vũ Lân là lần đầu tiên dùng đoán tạo truy. Trên mặt đường tư nhiên cũng tràn đầy vẻ chấn động, mở miệng nói. Giờ phút này, người khác đều đã tê dại. Ở chính mình chủ chức nghiệp bên ngoài, hắn cũng có luyện tập qua một ít đoán tạo, chỉ là phẩm cấp cũng không cao, chỉ là kham kham đạt tới linh đoán cấp 5 tiêu chuẩn. Đối với đoán tạo, hắn khẳng định cũng biết, bách đoán tạo là đoán tạo sư giai đoạn thứ nhất, thông qua gõ 100 cái, từ đó đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên, 100 lần đối với đoán tạo sư cường đại mà nói, hiển nhiên là không có khả năng, thậm chí một chút cũng có thể đạt tới bách đoán thậm chí thiên đoán. Thế nhưng, đường Vũ Lân bây giờ chẳng những không có học qua rèn luyện, thậm chí trước đó cũng chưa từng đụng qua rèn luyện chủ y a. À. Cái này, khoa học sao? Trong lúc nhất thời, hắn lúc này nhìn không được suy nghĩ như thế. Mang thiên thúc thúc. Ta có thể theo ngươi học trèn không? Lúc này, đường vũ lân một lần nữa nhìn về phía mang thiên, mỉm cười, mở miệng hỏi. Thiên phú đoán tạo thần cấp. Xem ra, ta cho dù không cố gắng học tập trèn luyện chức nghiệp thứ hai này, đẳng cấp cũng sẽ không kém so với nguyên tác. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi buông búa trong tay xuống, nội tâm suy tư một lát, không khỏi nghĩ thầm như thế có thiên phú này, hơn nữa chính mình vừa rồi một chù y cũng đã trăm rèn tiêu chuẩn, hắn tổng cảm giác, chính mình chính là cái gì cũng không học, mãn đều có thể mãn đến cấp 5, cấp 6. Có được thiên phú như thế, hơn nữa lực lượng cực hạn của Kim Long Vương, là nói đùa sao? Có thể đương nhiên là có thể, ở chỗ ta đi, ta có thể dạy ngươi kiến thức này, nhưng ngươi cũng đừng gọi ta là lão sư. Thiên tài khủng bố như vậy, ta cũng không dám nhận mang thiên trên mặt vẫn là vẻ khiếp sợ khó có thể bình phục, nói như thế. Sáu tuổi, nhất truy, bách đoán. Ba từ này, bất kể là từ nào, đều đã khiến người ta vô cùng khiếp sợ, mà khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chỉ có thể nói là vô cùng chấn động. Mang thiên đại ca, cái này. Nghe nói như vậy, đường tư nhiên cũng không khỏi sửng sốt một chút. Tính cách đối phương vô cùng nóng nảy, cao ngạo. Ngẫm lại cũng đúng, một vị nam nhân lấy thực lực hồn tông thành tự đoán tạo tông sư sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ muốn cho hắn tán thành thu đồ đệ chính là không dễ mà giống như nhi tử của mình như vậy lại càng là trường hợp thứ nhất bất quá vừa nghĩ tới thiên phú của vũ lân đột nhiên cảm thấy giống như không có chuyện gì về con trai thiên tài của ta dường như phương diện nào cũng là chuyện toàn năng trong lúc nhất thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường tư nhiên nhìn không được nói như thế. Rốt cuộc còn có thứ gì mà con trai mình không làm được. Sợ là không biết lúc nào, ngay cả con dâu, cũng có thể mang về nhà cho hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vũ Lân cũng bất quá mới 6 tuổi mà thôi, không có khả năng, ít nhất điều này không nên. Một ngày sau, Ngạo Lai thành Hồng Sơn Học Viện. Là Hồng Sư Học Viện đầu tiên và duy nhất của Ngạo Lai thành đây tự nhiên là nơi đường Vũ Lân tạm thời đến. Sau khi xử lý xong chuyện tiến vào hồn sư học viện, đường Vũ Lân lạnh nhạt đi trên đường về nhà. Sơ cấp hồn sư học viện học 3 năm. Cảm giác dạy học tri thức cũng chính là một ít đối với ta mà nói cơ hồ là thường thức đồ vật. Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ thầm. Căn cứ suy đoán của hắn, bình thường hẳn là cũng chính là học tập một ít tri thức cơ bản về đại lục cùng với minh tưởng tu luyện đối với hắn mà nói thật đúng là không có cái gì học tập tất yếu thân là một tên có được hệ thống xuyên việt giả treo phê hắn biểu thị không ai hiểu đấu la hơn hắn tính toán thời gian na nhi đại khái cũng muốn xuất hiện đi cũng không biết nàng sẽ như thế nào nghĩ tới đây đường vũ lân không khỏi lâm vào suy nghĩ đây chính là một cô gái đáng yêu mà lợi hại a à. nhàn sắc tương lai tất nhiên là khuynh thành tuyệt thế như trong nguyên tác đáng tiếc cuối cùng lại bị ba người nào đó vô cùng tắt máu não. Hợp nhất. Đường Vũ Lân thở dài một hơi, không khỏi nghĩ thầm. Cổ Nguyệt, Na Nhi, hai vị đang êm đẹp bạn gái, thế nào cũng phải thập phần thái quá hợp thể, cái này phóng nhãn toàn bộ võng văn giới, đều là thái quá đến cực điểm. Nhưng nếu là ta có quyền lựa chọn. Thật ngại quá. Ta đều muốn. Đường Vũ Lân hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ mà đang lúc hắn cần chuyển hướng từng đạo thanh âm hèn mọn đến cực điểm cũng truyền vào trong tai hắn mùi mùi thật đáng yêu bạn nhỏ có muốn cùng các anh em về nhà không đáng yêu như vậy hắc 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 rất khó tưởng tượng đối mặt với nữ hài tử trẻ tuổi đáng yêu như thế đều sẽ có người ghê tởm bực này ý đồ vương độc thủ mà ở cái kia ba cái côn đồ dần dần tới gần phương hướng một vị xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử đang lẳng lặng ngồi xổm ven đường cô có mái tóc ngắn màu bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi tự nhiên phản quang thật là đẹp mắt ánh mắt của nàng rất lớn tựa như hai viên tử thủy tinh thấu triệt trên mặt nàng hiện giờ có chút bẩn thỉu nhưng mặc dù là như vậy cũng không trở ngại nhan sắc của nàng cực cao không cách nào tưởng tượng tương lai nàng sẽ là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành nhưng giờ này khắc này nàng bất quá là một vị sáu tuổi nữ hài không nơi nương tựa thậm chí sắp bị kẻ xấu truy kích tiểu gia hỏa bạn nhỏ có muốn cùng anh trai về nhà không thủ lĩnh côn đồ cười xấu xa nhìn tiểu nữ hài trước mắt lên tiếng cô bé không nói gì chỉ lắc đầu thật mạnh ai nha nhìn ngươi trên người không sạch sẽ như vậy cà cà mang ngươi đi tắm rửa có được hay không còn mua đồ ăn ngon cho em nữa cúc tên côn đồ vừa định nói tiếp cái gì đó nhưng mà sau một khắc đường Vũ Lân liền chạy chậm đến xung quanh bọn họ. Lúc này, ở hắn còn lại, màu vàng hồn hoàng đang lóng lánh, mà cái kia mang theo từng trận năng lượng uy áp lâm ngân hoàng, đang hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Đậu má, hồn sư. Nhìn một màn như vậy, mấy tên côn đồ trong nháy mắt ngẩn ra, vội vàng lui ra, nhìn không được bật thốt lên. Bọn họ đều đã có ý đồ lừa gạt tiểu nữ hài, không thể nghi ngờ là không có thực lực cùng năng lực gì, lại như thế nào cùng hồn sư đối lập, lúc này nhau nhau rời đi nơi này. Xin chào, ta là đường Vũ Lân. Nhìn hết thảy trước mặt, đường Vũ Lân lúc này thu hồi hồn kỹ của mình, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài, trong ánh mắt mang theo một trận ánh sáng, mở miệng nói. Ta tên là... Na Nhi. Na Nhi đơn thuần trên mặt có chút ngơ ngác, nhìn trước mắt lớn hơn mình một chút nam hài, chậm rãi nói ra. Chẳng biết tại sao, Nàng luôn cảm giác ở trên người đối phương có loại cảm giác không giống nhau, loại cảm giác này là chưa từng có. Nhà anh ở đâu? Tôi không có nhà. Na Nhi mờ mịt lắc đầu, nói như thế. Như vậy Na Nhi, ngươi nguyện ý theo ta về nhà không? Đường Vũ Lân mỉm cười, đưa một tay của mình qua, mỉm cười nói, "Ta." Khuôn mặt đáng yêu của Na Nhi không hiểu sao có chút đỏ lên, nhìn bàn tay đối phương vươn ra, cũng đưa tay của mình qua, nhỏ giọng nói. Ta nguyện ý. Hết chương này. Chương 8 Ta mãi mãi cũng nguyện ý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Ta vĩnh viễn đều nguyện ý 3 năm sau. Hồng Sơn Học Viện, lớp Hồn Sư Bạn học Đây là thư giới thiệu học viện trung cấp của ngươi, chúc mừng ngươi lấy thành tích ưu việt, tốt nghiệp học viện Hồng Sơn của ta một vị lão sư trong tay cầm phần thư đề cử của đông hải học viện nhìn về phía nam hài tuấn mỹ tuyệt luân trước mắt trên mặt mang theo vẻ xem trọng khó có thể che giấu chậm rãi nói ra cảm ơn nam hài nhi mỉm cười yên lặng tiếp nhận phần này in đông hải học viện năm chữ trúng tuyển thư thông báo sau đó liền một bộ chân nam nhân cũng không quay đầu lại bộ dáng rời xa nơi này hắn rõ ràng là đường vũ lân trải qua ba năm trưởng thành hắn biến hóa rất lớn thân cao từ trước 1m2, biến thành bây giờ 1m5, đây đã là tương đối mà nói biến hóa không lớn nhất. Những năm gần đây, nhan sắc của hắn cũng càng tăng cao, khuôn mặt vốn đã đẹp trai đáng yêu càng thêm tuấn mỹ. Mặc dù trên người còn mang theo vẻ non nớt, nhưng phong phạm thuộc về cường giả cũng vô hình thể hiện ở trên người hắn. Tuy nói tuổi của hắn mới bất quá 9 tuổi, nhưng hắn bây giờ cũng là đã có được thực lực không tệ. 23 cấp chữa khỏi hệ hai hoàng đại hồn sư. Đại hồn sư 9 tuổi. Hồng Sơn học viện, tương lai sợ là sẽ nổi danh. Lão sư nhìn thiên tài năm hài càng lúc càng xa, không khỏi lẩm bẩm nói. Thân là hồn sư tốt của thời đại mới, nàng vô cùng tự mình hiểu lấy. Thành tựu của đối phương cùng học viện của mình không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là cái này không trọng yếu, bởi vì chỉ cần đường Vũ Lân ở chỗ này học qua, tương lai hồng sơn hai chữ liền nhất định danh dương thiên hạ đáng tiếc nghe nói cha mẹ hắn đã sớm vì hắn tìm lấy một vị hôn thê đồng dưỡng thê thật đúng là đáng tiếc lão sư cảm giác một tiếng giống như là cảm giác mình không có cơ hội đương nhiên là con gái nhà cô về phần cô kỳ thật cũng không phải không được na nhi bạn trai cô lại tới đón cô rồi hồng sơn học viện lớp bình thường một nữ hài tử đại khái chín tuổi chú ý tới thân ảnh cách đó không xa nhìn đồng bạn xung quanh trên mặt mang theo một nụ cười xấu xa lên tiếng trêu ghẹo nói ở bên cạnh nàng đối tượng bị trêu ghẹo có một đầu tóc màu bạc thật là đáng yêu tựa như búp bê xinh đẹp động lòng người không có đều nói không phải nghe lời ấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của na nhi trong nháy mắt giống như sung huyết lộ rõ vẻ thẹn thùng ngượng ngùng nói vị hôn thê đồng dưỡng thê, bạn gái nhỏ. Đây là cái gì vậy? Sao vậy, Na Nhi? Đường Vũ Lân rất nhanh liền tới gần vị trí của hai người, nhìn cô gái sắc mặt hơi biến, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói. Không có. Không có gì cả. Nhìn người tới, khuôn mặt vốn đã hồng nhuận của Na Nhi lại càng họa vô đơn chí, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Xin chào, bạn trai của Na Nhi đây không phải là ta nói với tiểu na nhiên ngươi tới, nàng cứ như vậy, không phải là bạn trai tới sao, về phần ngượng ngùng như vậy sao? Bạn học này bộ dáng nghiêm túc, nói như thế. Mới không có. Loại lời này căn bản là. Nghe đối phương nói những lời vô cùng quái dị này, na nhi trong nháy mắt ngẩng đầu, mặc dù vẻ mặt đỏ như máu, nhưng vẫn há miệng, giải thích. Đây đều là tên gia hỏa đáng giận nào nói ra nha. Căn bản là nói bậy, chính là đang nói bậy. Nàng vô cùng tức giận, chạy tới bên cạnh đường Vũ Lân, vừa oán giận vừa nói. Nhưng mà, mặc dù trong giọng nói của nàng có ủy khuất, có oán giận, nhưng lại duy chỉ có. Không có cảm xúc không muốn tồn tại. Vậy sao? Đường Vũ Lân khẽ cười một tiếng, sờ sờ đầu đối phương, lên tiếng. Đối mặt này đáng yêu nữ hài tử, hắn chỉ cảm giác tâm đều nhanh hòa tan, chính là đem cái này đấu la đại lục lật lần, sợ cũng không có so với đối phương càng đáng yêu nữ hài tử. Đúng vậy, Vũ Lân ca ca. Người kia quả thực là quá đáng giận. Chúng ta muốn đánh chạy hắn. Na Nhi gật gật đầu, nghiêm túc đáp lời. Khụ khụ. Đúng vậy, đúng vậy. Phải biết là ai nói bậy, ca ca nhất định sẽ đánh hỏng miệng hắn. Đường Vũ Lân ho nhẹ một tiếng, yên lặng sờ sờ mũi mình, chậm rãi nói. Ân. Đúng vậy, nếu như là ta, ta muốn đem hắn cắn hỏng. Na Nhi chớp chớp mắt, nhìn đường vũ lân trước mắt, sau đó ngữ khí kinh người nói. Na Nhi chúng ta cũng không thể hung dữ như vậy nha. Đường vũ lân khẽ cười một tiếng, nói như thế. Vậy cái gì? Đột nhiên nhớ ra tôi phải đi nhanh, không ăn thức ăn cho chó ở đây nữa, trắng bệt. Đối mặt với tình cảnh trước mắt, bạn học của Na Nhi cũng một khắc không muốn ở lại, nói xong những lời này, chính là trong nháy mắt trời đi. Na Nhi, chúng ta cũng trở về thôi. Đường Vũ Lân yên lặng kéo tay đối phương, mỉm cười nói. Ân, tôi còn muốn ăn kẹo que. Na Nhi đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hì hì cười, nói như thế. Được, chúng ta đi mua kẹo ăn. Ba mẹ, chúng ta đã trở lại. Sau đó không lâu, đường Vũ Lân cùng Na Nhi cầm kẹo que trong tay, đã về tới nhà của mình các ngươi đã về rồi mau ăn cơm đi đã làm xong rồi lan nguyệt đang nấu cơm nghe được đồng tỉnh lúc này nhìn qua ôn nhu cười lên tiếng nhìn hai người trước mắt nàng sủng ái nội tâm cũng có chút phức tạp từ ba năm trước con trai mình đem cô nương tên na nhi này mang về đối phương vẫn luôn ở nhà mình mặc dù biết đều là bạn nhỏ nhưng luôn luôn có loại đây là ảo giác của con dâu bọn họ đều còn nhỏ chuyện sau này cứ giao cho thiên ý đi lan nguyệt lắc đầu nghĩ như thế bất quá nếu như na nhi là con dâu của mình nàng vẫn là phi thường thích tới rồi nghe nói như thế đường vũ lân cùng na nhi lúc này đi tới bàn ăn phương hướng vội vàng đáp một tiếng sau đó chính là giống như đi qua bắt đầu ăn rất nhiều đồ vật bởi vì kim long vương huyết mạch nguyên nhân đường vũ lân sức ăn căn bản không tính là nhỏ mà na nhi sao tiểu tiên nữ ăn nhiều một chút đồ ăn làm sao vậy? Bất quá, hôm nay buổi tối, Na Nhi ăn cơm nhưng là ăn đặc biệt chậm, so với lúc trước không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Na Nhi Đường Vũ Lân thấy thế, một cổ dự cảm không tốt xông lên trong lòng, ở đây đồng thời, hắn cũng là nhanh không chậm ngồi ở bên cạnh nàng, thủy chung cùng nàng. Vũ Lân ca ca Em có thể, cùng anh ra bờ biển đi dạo một chút không? Lúc này, na nhi đột nhiên nở nụ cười sau đó chậm rãi nói ra vừa nói một đôi mắt màu tím xinh đẹp cũng có chút bức thiết nhìn về phía nam sinh trước mắt sợ đối phương cự tuyệt mình hả đương nhiên có thể rồi đối mặt thỉnh cầu như vậy đường vũ lân khẽ mỉm cười nói như thế chỉ là nụ cười luôn luôn đẹp trai như ánh mặt trời này lúc này lại hơi có chút mất tự nhiên hắn có chú ý tới tuy rằng đối phương điều chỉnh rất nhanh nhưng là tại nói chuyện một khắc kia, sắc mặt cũng là đột nhiên thay đổi, mắt thường có thể thấy được tái nhật một cái chớp mắt. Ngày này, vẫn phải tới sao? Đường Vũ Lân thở dài, rõ ràng là biết được cái gì. Lập tức, hắn cũng là nhẹ nhàng bắt được đối phương bàn tay nhỏ bé, hướng phía bên ngoài phương hướng đi đến, hoàn thành đối phương này một kỳ nguyện. Ngạo Lai Thành là thành thị ven biển, xung quanh tự nhiên gần biển, hơn nữa, cùng địa phương bọn họ ở cách nhau rất gần. Lúc này sắc trời đã tối, ánh trăng sáng ngời trắng noãn như tuyết, từng ngôi sao sáng chói giống như là bảo thạch khảm nạm trong màn trời, cùng ánh trăng tranh huy. Vũ Lân ca ca. Ngươi nói. Nếu có một ngày chúng ta không ở bên nhau thì sao? Hai người cùng ngồi ở bờ biển, ánh mắt na nhi nhìn về phía biển, cả người có loại tình cảm khó chịu, có chút cô đơn nói. Giờ này khắc này, vẻ mặt của nàng đều hiện ra cảm xúc mất mát. Sẽ không đâu. Na Nhi làm sao có thể tách ra với ta? Đường Vũ Lân lắc đầu, khuôn mặt đẹp trai mang theo thần sắc nghiêm túc, nói như thế. Ta chính là nói nếu như. Ngươi, sẽ nhớ ta sao? Na Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh trăng sao chiếu rọi càng tăng thêm vài phần linh khí, nàng thoáng mất tự nhiên cười cười, mở miệng nói. Muốn chứ? làm sao có thể không nghĩ ngươi là na nhi mùi mùi của ta ta sẽ đặc biệt suy nghĩ đường vũ lân trên mặt lộ vẻ nghiêm túc nói như thế đúng vậy vũ lân ca ca sao lại không nhớ ta chứ em cũng sẽ nhớ anh rất nhớ rất nhớ rất nhớ na nhi lẳng lặng gật đầu trong đôi mắt to màu tím mông lung tựa hồ có một tầng hơi nước làm như thì thào lẩm bẩm vũ lân ca ca anh còn nhớ lúc chúng ta lần đầu tiên quen biết, anh đã nói gì không? Lúc này, Na Nhi đột nhiên nói. Tất nhiên. Đường Vũ Lân gật đầu, đáp. Ngươi có thể. Nói lại lần nữa đi. Thanh âm Na Nhi nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Ta là Đường Vũ Lân. Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà không? Đường Vũ Lân thần sắc có chút phức tạp, lúc này đáy lòng cũng không dễ chịu lắm, há miệng chậm rãi nói, "Ta nguyện ý." Na Nhi thản nhiên cười, yên lặng tựa vào vai Đường Vũ Lân, nói như thế, "Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, ta đều nguyện ý." Na Nhi trên mặt tràn đầy thần sắc chân thành tha thiết, chậm rãi nói ra, "Để cho ta." Cuối cùng lại hảo hảo nhìn ngươi một cái, Vũ Lân ca ca. Hết chương này. Chương 9. Trạm tiếp theo, Đông Hải Thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Trạm kế tiếp, Đông Hải Thành Na Nhi Sáng sớm hôm sau, đường Vũ Lân sau khi tỉnh ngủ, nhìn thấy một bên giường ngủ là trống không, nhất thời cũng là có chút thương cảm. Na Nhi, quả nhiên đi rồi. Duy nhất lưu lại, chỉ có trên giường một phong thư, cùng với một chuỗi bạc bảo thạch vòng cổ. Vũ Lân ca ca, ba mẹ. Khi mọi người nhìn thấy lá thư này, tôi đã đi rồi ngươi sẽ giữ lời hứa rất nhớ na nhi đúng không chớ quên ta chờ ta đi tìm ngươi vũ lân ca ca nhìn nội dung lá thư trong tay mặc dù đã sớm đoán trước sẽ phát sinh chuyện như vậy thần sắc đường vũ lân cũng không khỏi một trận chán nản na nhi tiểu cô nương gọi mình là vũ lân ca ca cứ như vậy rời đi sử lai like khắc học viện đúng không anh sẽ đi tìm em na nhi đem vòng cổ trong tay chậm rãi đeo lên cổ mình, đường vũ lân lẩm bẩm nói. Dựa theo thời gian tuyến, tại tương lai chính mình 12 tuổi đi trước sự lai khắc thời điểm, chính là trọng ngộ Na Nhi thời điểm, 3 năm, cũng chỉ 3 năm mà thôi. Na Nhi, thực lực của ta cũng sẽ không lạc hậu hơn nàng. Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Na Nhi đi rồi, không chỉ là đường vũ lân tâm tình khổ sở, thân là cha mẹ đường tư nhiên cùng Lan Nguyệt, cũng đồng dạng là không dễ chịu lắm ở trong lòng bọn họ vừa là nữ nhi, lại hư hư thực thực là con dâu tiểu cô nương, đã sớm trở thành một thành viên trong gia đình bọn họ, đột nhiên rời đi như vậy, không chỉ làm cho Lan Nguyệt rơi lệ không ngừng, đường tư nhiên cũng là không khỏi khổ sở. Nguyên bản nhi tử sẽ đi tới trung cấp hồn sư học viện, đây là chuyện phi thường tốt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vợ đừng khóc. Na Nhi đã được người nhà đón đi, khẳng định có thể được chiếu cố tốt hơn, khẳng định không có người nào coi trọng nàng hơn người nhà về phần có thể hay không gặp được vũ lân thiên phú cường đại như thế tương lai nhất định có thể tìm được đối phương trước ngươi không phải còn có thể nói na nhi là con dâu của vũ lân sao tương lai nói không chừng thật sự sẽ đường tư nhiên tiến lên ông lấy lan nguyệt vội vàng lên tiếng bất quá chính hắn cũng biết hắn nói những thứ này bất quá đều là lời an ủi mà thôi dù sao đấu la đại lục lớn như vậy có trời mới biết Na Nhi nhà ở nơi nào. Nếu là muốn tìm được đối phương, không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng mà, vạn nhất thì sao? Vũ Lân ngay cả võ hồn là Lam Ngân Hoàng, tiên thiên mãn hồn lực, hấp thu sinh mệnh hồn hoàng, 9 tuổi 20 cấp đều có thể làm được, còn có cái gì không làm được. Lúc trước có thể đem Na Nhi mang về một lần, là có thể mang về lần thứ hai. Đối mặt thê tử bên cạnh, hắn một bộ nắm chắc thắng lợi, nghiêm túc nói tôi sẽ làm. Đường Vũ Lân gật đầu, nắm chặt tay, đáp lời. Ba mẹ, con đi chuẩn bị đi Đông Hải Thành. Thuận tiện, đi rèn một lát. Nói xong câu đó, hắn cũng là không có ở chỗ này tiếp tục đợi lâu, ngược lại rời đi gian phòng, hướng mang thiên phòng làm việc phương hướng chạy tới. Thì là, chúng ta cũng nên cung cấp tài nguyên tốt hơn cho Vũ Lân. Vũ Lân, ngươi tới rồi. Sưởng rèn, mang thiên nhìn nam hài trước mắt, trên mặt hung hãn mỉm cười, hoan nghênh nói. Lần này tới chỗ ta. Cũng là lần cuối cùng ngạo lai thành đi. Trên mặt hắn mang theo cảm khái, không khỏi lên tiếng. Nếu như nói lúc trước hắn đã thắng phục đối phương, hôm nay, quả nhiên là càng thêm không thể không phục. 9 tuổi đại hồn sư, vẫn là 23 cấp đại hồn sư, nhưng so với hắn hơn 40 tuổi hồn tông mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ như vậy thì thôi. Mấu chốt là, thiên phú rèn đúc của tiểu tử này, có thể nói là tuyệt thế. Lần đầu liền một chù y trăm rèn cũng thì thôi, bây giờ bất quá bước vào đoán tạo một đường ba năm, đã bước vào đoán tạo sư hàng ngũ cấp bậc thứ tư, đối với nhiều loại kim loại tài liệu rèn luyện, đều đã đạt tới thiên đoán. Mà cái gọi là thiên đoán, chính là thông qua đánh một ngàn lần, từ đó đạt tới đối với kim loại luyện tạo hiệu quả, đương nhiên, đối với có được kim long vương huyết mạch đường vũ lân mà nói, hiển nhiên không có khả năng dùng lâu như vậy. Nếu không phải thực lực tạm thời chưa đạt tới cảnh giới hồn tôn, Linh đoán đối với hắn mà nói, sợ rằng nước chảy thành sông. Đúng rồi, mang thiên thúc thúc, bước tiếp theo con sẽ đi Đông Hải thành trung cấp học viện học tập, đương nhiên, sẽ không bỏ lại đoán tạo. Sau khi đột phá tới hồn tôn, ta sẽ thử Linh đoán. Đường Vũ Lân điều chỉnh tốt trạng thái cười cười, lên tiếng. Được. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được đoán tạo sư cấp 5 đối với ngươi mà nói, không có khó khăn. Mang thiên nghe vậy, nhẹ nhàng lên tiếng, cười nói. Cầm lấy đoán tạo truy của ngươi, thu thập một chút rồi đi Đông Hải Thành đi. Sau khi qua bên kia, đi tìm hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư mộ thần, thực lực và năng lực của tiểu tử hắn mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi có thể học được nội dung tốt hơn. Ta ở đó cũng có một phòng làm việc, ngày thường công tác rèn đúc của ngươi có thể hoàn thành ở đó, chìa khóa ở đây lúc nào rảnh rỗi hoan nghênh anh tới ngạo lai thành tìm tôi chơi mang thiên vừa nói vừa lấy chìa khóa từ trong hồn đạo khí đưa cho đối phương trên mặt tràn đầy nụ cười hắn tính cách cao ngạo cả đời không có thu quá đồ đệ đường vũ lân là hắn cái thứ nhất cũng là duy nhất dạy qua miễn cưỡng được cho là học sinh người mặc dù không có danh xưng thầy trò nhưng hắn quả thật đem toàn bộ sở học cuộc đời này của mình giao cho đối phương nhất định phải thỉnh giáo mộ thần nhiều hơn bái hắn làm thầy cũng được. Là thánh tượng cấp 8, hắn mạnh hơn ta nhiều lắm. Mang thiên ngữ trọng tâm nói. Nếu như nói ở phía trước bốn cái cấp bậc, bất quá là bách đoán, thiên đoán, hắn hoàn toàn có thể dạy học rất tốt, nhưng là đến cấp 5 cái cấp bậc này. Cả đời hắn không đột phá được cấp 7, nhưng là hoàn toàn so ra kém vị kia cấp 8 thánh tượng lão băng hữu, điểm ấy là không thể không thừa nhận. Ta biết rồi cảm ơn mang thiên thúc thúc. Đường Vũ Lân hời hợt dơ lên hai cây búa nặng mấy ngàn cân, cúi chào, kính trọng nói. Hắn rất cảm tạ, đối phương nguyện ý đem chính mình cái này chỉ có một chút thiên phú, một chút lực lượng người ngoài ngành, đưa vào đoán tạo sư chức nghiệp. Mang thiên Đoán tạo sư cấp 49 tuổi Vị thần tượng thứ hai của đấu la đại lục chắc là xuất hiện dưới sự chứng kiến của ta. Mang thiên cảm khái một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt khẽ cười nói chỉ là đáng tiếc đem học sinh tốt như vậy tặng cho tên mộ thần kia thật sự là nhưng cũng chỉ có hắn là tiểu vũ lân có thể bồi dưỡng tốt nhất trong những người ta quen biết mang thiên khẽ cười nói sáng sớm hôm sau sau khi thu dọn hành lý xong đường vũ lân mang theo hành lý cũng bước lên đoàn tàu hồn đạo đi tới đông hải thành đông hải thành cấp học viện cổ nguyệt tạ giải hứa tiểu ngôn vũ trường không lão sư, mộ thần hội trưởng, mộ hy. Ta tới đây. PS Tin tốt Quyển sách tại hôm nay ký hợp đồng thành công, đem có thể tham dự đề cử cùng với sách mới bản, hy vọng mọi người có thể cho ta bỏ điểm miễn phí phiếu, một ít miễn phí bình luận, cảm ơn. Hết chương này. Chương 10 Một cái đơn chương cảm tạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 một cái đơn chương cảm tạ các vị độc giả bằng hữu buổi sáng, buổi trưa, buổi tối tốt lành, ta là quyển sách tác giả A Bạch, ở chỗ này đầu tiên cảm tạ từng điểm tiến vào, thích xem quyển sách tiểu đồng bạn. Không có các ngươi click cùng đề cử, lấy ta cái này không có chút nào lưu lượng nhiệt độ, quyển sách này khả năng cũng sẽ không để cho cái khác tiểu đồng bọn chứng kiến, ân. Ừ. Tóm lại, A Bạch bái tạ các vị. Mọi người cũng có thể ở chỗ này lưu lại danh hiệu của ngươi đợi đến quyển sách nhiệt độ cao ngày đó coi như là kìm lửa lưu minh rồi quyển sách là long vương truyền thuyết động nhân càng là mặt khí vận con trai đường vũ lân kích hoạt hệ thống đấu la tiểu thuyết viết quyển sách này kỳ thật cũng rất quái bởi vì ta lúc trước xem một quyển tiểu thuyết đoạn càng đúng một quyển tiểu thuyết cảm giác rất đẹp bị cắt đứt cho nên ta a bạch mời vũ lân rời núi là bộ tiểu thuyết đầu tiên tôi từng xem trong đời tôi rất cảm ơn tiểu vũ lân đáng yêu đã mang lại niềm vui cho tuổi thơ của tôi mặc dù trong những tình tiết sau đó cậu ấy đã dần dần sụp đổ nhưng ta lại vĩnh viễn không quên được lúc ấy vui vẻ thời gian có lẽ còn muốn cảm tạ vị kia đại phật tổ đi cho nên ta mời hắn chịu chết bất quá quyển sách dù sao cũng là nhiệt độ không bằng đấu la nhất đấu la nhị đấu la tam đồng nhân phỏng chừng sẽ không có bao nhiêu người nhìn thấy cho nên cũng là hy vọng mọi người có thể vì tôi bỏ phiếu miễn phí, hoặc là nói phát bình luận cổ vũ một chút, đều có thể. Đồng thời bởi vì trước mắt trang web đẩy mạnh cơ chế, là xem có bao nhiêu độc giả đọc đến chương mới nhất, cho nên. Hy vọng mọi người có thể mỗi ngày truy đọc một chút chương mới nhất, A Bạch bái tạ. Vậy tôi là một con A Bạch, cảm ơn mọi người. Ngày 24 tháng 8 năm 2023 nhóm thư hữu. 912296339 mật mã nhóm thư hữu A bạch 777 hết chương này